Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 vừa qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và hội diễn Nghệ thuật Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội diễn nghệ thuật Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Hội diễn đã thu hút hàng trăm tiết mục biểu diễn tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chúc mừng những thành tích đạt được và những đóng góp quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nói chung vào sự phát triển của đất nước.